makes me weak. Hai mẹ con đang chơi, bóng. Y nè, đôi chàng. Hôm nay, à xí để mối Ở đây là một cái, gọi là một cái khu vực căm phự rất là nổi tiếng ở Nhật Bản. Nó thuộc gọi là khu vực Shizuoka. View ở đây thì view toàn cảnh cái đỉnh núi Fuji. Và bao quanh là những cái dãy núi. Hình dung là mọi người đang hình dung là đây này. Mình đang đứng trọn trong cái lòng. Trong lòng của như là lòng bác luôn á. Phía đằng sau, cái vách cửa đá đằng sau cũng rất là đẹp. Đây khung cảnh quá tuyệt vời luôn. Bây giờ bắt đầu là mọi người đang gọi là nổi lửa lên. Nên mọi người nhìn thấy những cái khói bay lên này, các lều này. Nhà mình cũng chuẩn bị sắp nổi lửa. Đây là lần đầu tiên camp nên kiểu như là cũng rất là bỡ ngỡ. いっぱいね、持ってるね。はい、パパ欲しい。ここ指立ってる。うん。そう、パパちゃんだ。あ、危ないよ。触らないね。あの、触らない。はい。パパちょうだい。 Đứng nước này đi, cô thắt thế. Con đứng đây đi, con đứng ra ngoài lên một xíu để bác kéo. Đây chưa buổi. まだこの辺まだお茶ないのお茶ないの ただ vừa đủ đúng không?
để bạn đựng nhá. Má đà đi, sau đây à tôi để. いいね。いいですか? Ba làm cái này đã. Khi mà kéo căng tất cả các thứ đều ra, nó sẽ như này. Tôi cầm ở đây cho ba. Em buộc nhé. Để anh đi đóng nhá. Papa, oh, see. Hey, hi. Ah, ne, ippai ne. Sore, mou ikko hoshi ne. Chotto matte. Hoshi. Em thích lại hết đây đi. Ừ thì đang lúc lúc lại nỡ tháo hết ra mà. Mama mở hết cái cửa ra cho thoáng. Cửa ấy đây, Budo đi mở hết cái cửa này ra rồi con. Đô đi giày vào đi. Đeo giày vào đi con. Bây giờ là đến công đoạn là đựng táp. Nói chung là lần đầu tiên nên kiểu như là nó sẽ hơi bỡ ngỡ. Hay không, như này nó chắc hơn. Đâu em thấy em chu xin nữa nè. Tầm này được chưa?
Bây giờ là gần xong cái tháp. Cái thời tiết đợt này thì nó đang chuẩn bị giao mùa, chuyển sang mùa thu nên bữa sáng thì nó sẽ lạnh, nó khoảng hơn 10 độ C, nhưng mà hiện tại thì đang khoảng 30 độ C nên cái chênh lệch nó rất là cao. Nào đi. Giấy đúng không? Tissue. Thì con bảo như thế nào? Con phải nói như nào? Hiểu. Chúng ta bán tên đấy. Putikimasu. Thôi thì siêu đây. Đây, xin ma chưa? Lèo mùi mới quá. Lần đầu tiên sử dụng. Đô chẳng, có để ý. Có để ý ですか? Cái bàn này thì cũng rất là cơ động. Trước khi ấy thì lấy những cái miếng ấy đó để kê ra. Rất là nhiều đồ chơi mà lần đầu tiên mới sử dụng. Nên khi mà đi cắm trại như này giống như kiểu mình chơi đồ hàng ấy. Rất là nhiều đồ. Con tìm gì? Spoon. Ok. Spoon có qua được không? Đô Trang. No. Đi, con đi vào đây. Đi vào đây. Chị chết rồi. Đây cho vừa. Arigato. Arigato. Đây cho vừa. Arigato. Nó có miếng gỗ kia làm gì? Mama. À, đồ mát ấy. Để chỗ dâm. Mẹ để cái khay lại đây. Khay xe. Hay. Con nó hên cô để đi. Đây là cái để đồ rất là dễ thương. Con treo những cái đồ của con lên đây đi. Đấy, ví dụ như là chỗ này là mình sẽ treo là treo bồ đinh chẳng hạn, những đồ mà mình sử dụng. Tôi xem có gì treo lên cho ba. Rất là nhiều đồ chơi mình sẽ trưng ra dần dần. Ba treo lên đây nè, con nhìn thấy không? Nó đu đưa nhưng không thể đổ. Đây là cái ghế chiêu, một trong những cái đồ mà khi mà căm phụ là không thể thiếu. Nhưng mà đây là nhà mình đang mới thử cái ghế này. Những cái đồ mà ở đây là ba ngửi mùi thịt nướng thơm quá mẹ ơi. Hả? Không. Rất là phiêu. Rất là xíu. Thời tiết. Thì phía đằng xa kia là đỉnh núi Phú Sĩ. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người lát nữa.
Tại vì hiện tại là núi Fuji đang giống như là cái đám mây nó đang chắn, đỉnh núi rất là cao, cao là 3.776 m, nên do đó là bây giờ mây các thứ là đang chắn hết núi. Và tuy là cái ngọn núi rất là cao nhưng mà không phải là ai cũng tới đây lần nào cũng thể nhìn được đỉnh núi Fuji, nó sẽ kiểu như là tùy duyên. Nên rất là nhiều các cô hoặc là các bác đã từng sang Nhật Bản để đi núi Fuji thì mọi người cũng kiểu đi 2-3 lần các thứ là mọi người không có coi được núi Fuji. Nhưng mà đi với Machiko thì lúc nào thì mọi người cũng sẽ nhìn được núi Fuji. Ở đây khu tiện tích ở đây cũng khá là rộng nên rất là thoải mái cái vấn đề mà là chơi các thứ này, là nếu mà đi nhiều gia đình các thứ có con nít các thứ cho tụi nhỏ nó chơi các thứ rất là thích. Bây giờ đâu phải anh bảo là sắp hết một cái đồ ra mình cần bếp đâu. Ok, bây giờ nhà mình sẽ đi lấy nước đây. Khi mà đi cắm bự đây nhà mọi người, nhà mình sẽ phải sử dụng nước nên do đó là mình sẽ dùng cái này để đi lấy nước đó. Đây, cái này rất là tiện. Thì bây giờ mình sẽ lấy nước ở đây trước. Ở đây là nước thì lúc nãy nhà mình đã đi lấy ở cách đây khoảng có mấy mét thôi. Nước này là mình sẽ sử dụng kiểu để nước nấu. Cái bình nước này là nó nặng, nó chứa được 20 lít nên sử dụng thì giống như là gia đình cũng rất là tiện. Để rửa tay cho bạn Budo nếu mà bạn chơi đồ bị bẩn thì cũng rửa tay vừa lấy nước nấu luôn. Ok. Để làm nhanh nhất thì mình sẽ sử dụng bếp ga. Ở đây gió rất là mạnh nên kiểu như là mình phải sử dụng một cái bếp ga kiểu như là nó chắn được kiểu như là gió, nó chuyên dụng dành cho kiểu như cam phục. Không thì sẽ rất là tốn giá. Đợt tới này ba biết là nên mua cái ghế nào các thứ cho Budo rồi. Ừ, cái này bắt được không? Anh ơi, phải giữ lấy để mình nhìn. Ồ, cái nước nó nhanh không? Ừ. Nó vẫn hơi gió nên kiểu như là thì ga của nó sẽ bị chất ạ, hoa cắt ạ. Ừ, bắt cậu. Để tận dụng kiểu như là cái gió mà nó không làm cho nóng bếp thì nhà mình cũng có mua một cái miếng chuyên dụng. Miếng chuyên dụng. Tôi không vẽ nữa đâu. Tôi không vẽ nữa. Đây. Cái miếng này để chắn gió. Cái này ngoài ra chủ yếu là dùng với mục đích là chỉ đi ta tí nữa đốt lửa, nhưng mà bây giờ thấy gió nó cũng hơi mạnh nên mình sẽ dùng tạm để như thế này. Đó, quá tuyệt vời. Y này còn nó cần gì. Đó, con này đi để xong thì ba con ăn chuối không? Banana ta bê được.
Đây là thùng đồ dự trữ mấy ngày. Banana mũ a đuổi ớ. À, sau đây papa nổ. Ừ. Tôi ăn một quả nhá. Xin ba chưa? Chuối nhá. Chuối ba để trong cái tủ này là mát đấy. Ơi. Con phải nói như thế nào? Đây. Con bóc cho con nhá. Ơi xin nè. À. Nào có chữ cái của cái. Nghe đã nó. Ừ, classic. Hay, con cảm thấy wow, con nghe tiếng quạ không? Cara sử ya, ki koe de? Midenai. Midenai no. Tabete, suatte, tabete. Bây giờ nước đã sủi, bây giờ đó là mình sẽ pha tham mì. Bây giờ ăn nhanh để sau đó thì còn sắp xếp đồ ra các thứ. Onigiri ở Budo đâu? Onigiri còn đâu? So. Rồi, tabete. Tôi vừa ăn hết quả chuối. À. Tông đi. Tông đi. Tông thì ta đi vào bệnh viện ấy. Ờ. Đâu ba đi dép mà. À đúng rồi, mà thế này mình sẽ phải có cái thùng đựng rác chuyên dụng để ba làm nhỉ. Này con tiếp cho ba, con mở cho ba. Để kỹ tản nè, đôi chàng. Một khi cửa nát tản nè. Ô, đưa đưa. Sao đây? Trời ơi, con bóc. Con mà bóc hết như thế á. Nè, papa mi tai nè, koko made. Nè. Đó cả. Kore mo ano futa da yo. Futa nai nara. A hen da yo. Không biết được. Wow, đánh nước chứ. Đó, mẹ mở cái bên kia. Cho bên kia thêm tí nữa. Thiết bị của đâu đâu? Ừ. Có mì mà. Đồ có mì, cần đồ, đồ mì ở đây. Đồ mì để mang vào đây sao nha tôi nhé. Nước, nước cả ngày nước. Nào, nước sủi nào. Nào, để đây, Budo không ấy vào nhé. Ôi xin nè. Ngày hôm nay nhà mình, cả nhà mình ăn mì nhỉ. Cả nhà mình giờ này ăn mì. Ăn mì qua ngày. Nắp ga mà. Cô mê nó sẽ ăn đi ạ. Xin mời tất cả mọi người ăn mì với gia đình nhà mình. Itadakimasu. Itadakimasu.
đây làm gì có mua xi cho mua đồ vào. Ủa con không nghỉ không? Vào trong lều đi cho đỡ nắng, hết nắng rồi mẹ con ra chơi. Đô Tràng ơi, ba bảo này, ra đây ba xịt mũi cho. Tại vì ở đây khi mà ra với thiên nhiên thì nhà mình lúc nào cũng phải có một số đồ mà chống kiểu như là mũi các thứ cho bé nhỏ nhà mình. Đô ơi, tại đây, đây nhà mình đang sử dụng cái hãng này. Ngoài ra thì ở bên Nhật thì rất là nhiều hãng để rất là tốt. Đây đây, đi, đại ba xịt cho. Đây sử dụng cho người lớn và trẻ em các thứ. Rồi, rồi 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 mũ rồi, con nhặt mũ lên, nhặt mũ lên, nhặt mũ Aquaman lên. Đô ơi, Đô Tràng ơi, Mama đang làm gì đây? Bạn ấy mải chơi quá, tí nữa xịt cũng được. Ngoài những kiểu như là ngoài những cái mà xịt kia thì nhà mình có sử dụng một số những cái loại này. Cái này thì nó có kiểu như là mình ví dụ như là cái diện tích mà nhà mình mà cắm trại các thứ á, thì mình sẽ xịt vòng tròn cái thứ giống như là như bảo vệ á, thì cái mushi nó sẽ không tới được. Usta à, mới sorry. Thì kiểu như là cái những con côn trùng, những con gọi là mushi các thứ không thể tới được. Ngoài ra thì có một cái hương đây, cái sản phẩm này cũng rất là nổi tiếng. Đây cái này thì mình sẽ đốt, tức là mình sử dụng một trong hai, nhà mình cứ cầm đi. Tại vì nhà có trẻ có bạn nhỏ phải dùng cái này. Ok, bây giờ mình đốt xong rồi, sau đó mình sẽ cho vào đây. Con nhìn nhá, cái này để mushi konai đến đấy. Có đây, con nhìn thấy không? Con nhìn thấy khói không? Con nhìn thấy khói ra không? Khói này, kumori á. Đi được yếu, sẽ nằm thử mushi konai yếu ní. Bác cả đứa, nhiều một đi thì được yếu. Sẽ đây rửa, cô gói tên đấy, sẽ đây rửa đấy. Sao bà đã này đến đấy? Ồ, rơi, rơi. Ờ, con nhặt lên đi. Mama ơi, xong chuẩn để papa đi mua củi nhá. Ba đốt mushi mà tại sao nó lại vẫn vào nhỉ? Con để ba treo cho khác nhá. Đây này, ba đuổi, ba dán cái này. Chỗ này là nó sẽ bị đuổi đi mushi đi nhé. Ba đuổi, đuổi mushi đi. Đô làm này với bạn được này, đô mi tết. Đây là cái bếp. Cái bếp này bây giờ sản dụng gì ạ? Đỉnh của mushi bắt đầu hiện ra, con nhìn thấy không? Yama hiểu không? Mi đỡ mi di sản Yama. Ồ, cái này mô-mô-xiroi này.
mua được một đống cụ. It is time, it's the perfect summer night. Those three words are spelled out in your eyes. Before I go on, say something wrong. I just hope I'm by my tongue. Cause you've been told too many times before. You've been told so many times before. So I'm gonna try you something new. And I'll never say à đâu, cái này để dùng khi kẹp ấy này. Kẹp vào đâu ạ? Kẹp vào bàn này. Còn đâu khi mà dùng chân thì một mình cái đấy thôi. Ừ. Cái này thì không gấy. Cái này khi mà để kẹp vào bàn đây này, em mình dùng không? Ừ, em hiểu. Cái này em có ở ngoài nhé. Ờ, em để ở trước đấy. Bây giờ ngọn núi Phú Sĩ đã lộ diện rồi, không biết là mọi người có nhìn thấy không? Đỉnh núi. Cái thời điểm này thì tuyết nó chưa có tuyết. Just okay. Fades and blurs. That's the time when we just don't need more words. Vòng quanh khu lều nó như thế này. Phía sau là những cái dãy núi, tất cả một cái tông màu là tông màu be. À, hình ảnh của lều nhà mình là nó giống như kiểu lều Mông Cổ. Đây vòng quanh là khu lều đây. Bây giờ là mình sẽ nhóm lửa. Bây giờ tối cũng trời cũng đã tối rồi á. Bắt đầu sẽ nhóm thì nhóm lửa. Đen gì? Bây giờ cái núi Phú Sĩ nó đã hiện ra về chiều rất là đẹp. Mọi người nhìn thấy cái background sau. Thời tiết về tối nó cũng đang mần bắt đầu như là hơi se lạnh rồi. Bắt đầu là mình sẽ nhóm lửa. Bắt đầu thổi lửa lên em. Thổi lửa. The sun comes in
It can't help itself, it fills the dark. The young man worries, I can't help myself. Show me a sign, I pen this song. Eager to break, purpose found. Ngoài hôm nay gió rất là mạnh. Bây giờ mình sẽ chế biến này. Diệt chuột. Ba chỉ cần một đĩa rau xong rồi ba cái này thôi. Mẹ nướng thịt bò là xong. Do ngoài gió mạnh nên nhà mình hôm nay sẽ nấu, bây giờ đang nấu ở trong bên trong. Một cái đèn ở trong lều là an toàn, gió mạnh này chỉ có đi vào lều là để bên kia đèn, bên kia bên này để đèn này, đèn bên này nhỉ. Thịt bò này. Đúng chính xác là bữa tối, tối om. Ừ, bữa tối này tối om. Do lần đầu tiên kiểu như là chưa có kinh nghiệm nên mọi thứ vẫn còn rất là bỡ ngỡ. Và nếu rau. Em nghĩ là sau này nếu có kinh nghiệm rồi thì em cũng sẽ để tối om ấy. Và thịt bò. I hope you don't mind if I say that I love you. Cause there's so many ways that I want to carve out our names, board a last minute plane, just us two. We can chase the sun as it sets in the mountains, find luck like a bet in Greek fountains, or lay lazy in bed with your head on my chest. I hope you don't mind if I say that I love you. Every day another I do, cause you know I do, 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 I do. Do, do, I do. I hope you can hear every note that my heart sings, like a choir of bells, how they all ring.
can't you tell? Neath the timpani swells and heartstrings, there's a place deep in our hearts where it matters. We can stay there forever and after, written in stars right above where we are. Mạng video nhà mình vừa mới ngủ xong. Bây giờ là cái khoảng thời gian chiêu. Và mình sẽ kết thúc video tại đây. Mọi người xem video hãy nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh. Sẽ có rất là nhiều những cái video mà mình chia sẻ thực tế về cái thiên nhiên, phong cảnh ở Nhật Bản rất là tuyệt vời như thế này. Nên các anh chị mà hoặc là các bạn mà yêu thích Nhật Bản đang xem video của kênh mình thì hãy nhớ đăng ký. Và khi mà đăng ký thì mọi người nhớ là bấm chuông để nhận được những cái video mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.